Kênh Vua Lan Thơ xin kính chào các cô chú anh chị. Hôm nay kênh Vua Lan Thơ mình làm cái video chia sẻ đến cho các chú anh chị mới tập chơi nha. Thì cái cách mình sang chậu đó, mình sang chậu cái cây đai châu hay còn gọi là nghinh xương ngọc điểm đó. Ở đây mình sẽ làm hai cách sang sang luôn. Một cách là sang ghép từ gỗ, mình sẽ bóc nó ra như thế nào đó. Và một cách là trồng từ chậu sang qua chậu, và từ gỗ sang qua chậu luôn. Nó tức là mình sẽ bóc ba cây này ra. Hiện tại rễ giờ nó quấn chằng chịt dính vào đây luôn rồi nè, cái quấn vừa rễ dính vào đây luôn rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ bóc nó ra, mình làm thế nào mình bóc nó ra nha. Rồi một cách là mình bóc từ chậu ra luôn. Ba cây này mình sẽ trồng lên trên cái chậu này đó, trồng lên ba chậu gáo dừa này luôn, là cái giá thể rất là tốt cho cây luôn đó. Thì bây giờ mình sẽ làm nó nha. Giờ trước khi làm mình để cho mình bóc những cái rễ này ra, mình nó đi thấm nước cho nó một cái. Dầu thái rồi. Rồi giờ mình để tím kiếm cái dầu thái mới được các cô chú ơi. Cái dầu thái mỏng mới được. Tại nãy mình mới dắt đây quay lại nó tiêu rồi mấy nữa. Đó, đi kiếm cái dầu thái nó cái dầu càng mỏng thì mình càng lọc cái rễ nó ra càng dễ các chú. Ví dụ mình không có dầu thái, mình có dầu cọc giấy càng tốt. Giờ mình sẽ lọc nó ra. Cái rễ nó bắp nó bám này, những rễ nhỏ này thì chúng ta chỉ cần thấy cái tay cự nhẹ thôi là nó ra rồi. Đó, quan trọng là những cái rễ này là mình lọc cái rễ này ra nè. Cái đây nó có cái rễ gió nó ra đây, lỡ nó có gãy một hai rễ thì cũng không sao, còn cái rễ gió này. Rồi giờ mình sẽ bóc nó lên. Nhắc nhẹ lên là mình lòn cái lưỡi dao vô mình gọc nó ra nghe các chú. Còn lưỡi dao mình gọc ra thì ví dụ mình gọc nó lỡ cái đứt cũng không sao hết, mình kích rễ nó lại. Thì mình sang chậu rồi lúc nào mình phải quay kích rễ nó lại. Xong đây mình làm cho các chú anh chị mình xem. Thì mấy cái này mình phải làm cho khéo chậm mới được, chứ làm nhanh làm không được đâu. Làm nhanh thì nó dễ bị hư thôi. Rồi xong một cây. Thì nãy mình đi thấm nước để cho cái độ bám của cái rễ nó bám vô cái khúc cây nè. Độ bám của rễ nó bám vô khúc cây cho nó mềm ra, rồi mình lọc nó ra nè. Đó. Rồi. Đây là một cây. Rồi mình sẽ lọc cái cây thứ hai nha. Thứ hai thì bám vào đây. Bám vô đây. Giờ mình lọc nó bằng tay luôn, nó thấm nước ướt rồi mình kéo nhẹ nó ra. Đó, rồi sức gà nè. Giờ sẽ qua bên đây.
lại nhẹ nó lên, lại nhẹ cái rễ nó bung lên, xong rồi mình sẽ cắt cái cọng dây cố định. Lấy nó ra. Vẫn giữ nguyên rễ. Ok. Giờ mình tỉa những cái rễ mà nó hư bỏ đi. Hai cây. Rồi giờ mình sẽ bóc cây thứ ba nha. Cây thứ ba thì có vẻ như là nó dễ hơn cái cả hai cây đầu, tại mà trồng ở trong chậu. Thì đúng ra là cái cây nghinh xuân ngọc điểm hay gọi là lan đai châu này các chú. Thì cái lúc ban đầu mình trồng nó mình trồng nó dưới vô của cái chậu nào mình để nguyên trong chậu đó. Đó, ngại nhất là dù sang giá thể nha các chú, tại vì nó là nó thích hợp ở cái chậu nào, hoặc mà mình góp lên ghép trên khúc gỗ nào thì nó thích hợp với khúc gỗ đó, hoặc là cái chậu chúng ta trồng như cái chậu đó thì ra nó bám chắc rồi chúng ta cứ để nguyên đó. Còn trừ khi nào mình sang chậu nó mình để trồng vô cái những cái chậu khác thôi. Ví dụ cái chậu nhỏ lúc ban đầu mình trồng chậu nhỏ mình muốn sang cho qua chậu lớn thì mình để nguyên nó vô cái chậu nhỏ đó luôn, mình để mua cái chậu rộng hơn, mình cân đối sao mà cho miệng chậu này với miệng chậu kia ngang bằng với nhau, mình bỏ nó vô ngay chính giữa đó luôn và bỏ giá thể vòng vòng là xong. Đó, chứ mình hạn chế cái việc mà bóc nó ra như thế này. Rồi vấn đề mà bóc nó ra thì các chú anh chị phải làm cho nó khéo. Đó, giá thể đâu phải chuẩn bị là xử lý cho sạch loẹt sẽ hết. Thì chậu thì mình bóc ra mình cứ kịp mình kéo nhẹ lên gì, coi rễ nó có vướng đâu không. Nếu nó không vướng đâu thì mình kéo nó lên luôn. Còn nếu mà vướng thì mình phải xử lý rễ nha. Nếu nó vướng thì mình phải xử lý như thế nào. Rồi còn dính giá thể tùm lum giờ nào mình để nguyên gì luôn đó, dứt khoát để nguyên gì luôn nha các chú đó. Rồi mình sẽ trồng nó lên. Rồi bây giờ mình sẽ đi rửa hai cây nãy nó bóc rồi nó không có dính giá thể nào, mình đi rửa nó một cái cho nó sạch sẽ. Rồi giờ mình sẽ trồng nó lên. Giờ mình sẽ trồng nó lên nghe các cô chú. Để đỡ nó vô trong chậu đi. Giờ mình sẽ trồng nó lên cái chậu này luôn. Đó. Quên nó, mình để này mình tính lấy cái giá thể lại, tại giờ không đi mua giá thể được. Cái dịch bệnh bây giờ thì nó tạm ổn thôi, chứ bây giờ nó cũng chưa ổn như mấy câu chú. Cho nên là mình không có, người ta chưa có mở cửa lại chứ không gì vậy. Ta chưa có mở cửa lại cho nên mình không có đi mua giá thể được. Giờ phải tận dụng những cái giá thể này lại. Thì cái này hồi sáng mình mới phun chống thối á. Thì mình phun luôn trên cái giá thể cho cái cây nè. Các chú nhìn là nó vẫn còn đóng trắng trắng thấy không. Đó, nó xử lý luôn đó. Đúng là cái giá thể này nó có một cái lớp rêu màu xanh. Đó, tại mình trồng á, là mình tưới nước rồi nó bấm luôn kia, sao mình phun chấm thối, mình phun nó lên luôn. Bây giờ nó diệt cái lớp rêu đó này, chuyển sang cái màu trắng nè. Bây giờ mình sẽ tận dụng cái giá thể này lại mình trồng luôn, tại giá thể là vẫn còn tốt. Nó mới trồng cái cây này, mới trồng mới có tầm khoảng chừng 2 tháng mấy thôi đó, tầm khoảng 2 tháng mấy thôi. Bây giờ mình đã cái giá thể vẫn còn tốt bình thường, bây giờ mình tận dụng mình trồng nó lại. Thì mình bỏ đây, tại hôm đây nó có giá thể này, nó có than, mình bỏ chung là mình trộn nó vô cho nó đều, nó có ít than cho đều. Cái để em thôi là nó than nhiều quá rồi, bỏ thông nhiều quá. Nó làm tận dụng cái mình dòng than không thì nó khô gan lắm, nó khô khan lắm, cho nên nó cho nên mình phải tận dụng nó mà thêm một ít bỏ thông nữa cho trộn vô. Không thôi bỏ cái than không thì nó khô khan, cái bỏ thông thì nó có cái độ ẩm cao hơn cái than.
bỏ vô mình trộn lại hết luôn. Rồi mình sẽ trộn cái giá thể này lại. Rồi giờ mình sẽ chậm nó lên các chú ơi. Thôi đi ra chuẩn bị ít rêu. Mình cũng trồng bằng cái rêu rừng này luôn. Thì đối với những dòng lên thang ghế gió là những cái dòng ưa ẩm, cho nên là mình phải trồng lúc nào cũng phải có cái độ ẩm trong cây. Đó, giá thể nhiều ít gì không biết, nó chậu lớn hay nhỏ gì không không cần thiết, miễn sao có giữ được cái độ ẩm cho cái cây lan thì nó sẽ phát triển tốt. Đó. Bây giờ sẽ bỏ vô. Rồi mình sẽ bỏ rêu vô. Cái lớp rêu này thì nữa mình bón phân, mình bỏ gắng cố gắng mình trang cho nó bằng cái mặt cái lớp bỏ giá thể luôn, tại nó bằng cái lớp giá thể nữa mình nó bón phân rồi các chú, nó không có lọt chậu, nó không có lọt cái chậu, nó sẽ dướng lại lên trên lớp rêu này, nó nằm đây để cho cái cây lan nó hút, nó tan ra cây lan hút dinh dưỡng. À, chứ mình ta mình để một cục kêu chính giữa cũng được bình thường không sao hết, nhưng mà vòng vòng đây nè nó có những cái độ hở, mình bón phân á, thì nó sẽ mình bón phân nó sẽ lọt luôn ở dưới cái đáy chậu nha, cho nên mình quyết định là mình đó mình để lên cho nó đẹp mà nó có độ ẩm cho cây lan, chứ thôi tránh trường hợp mình để trên mặt á thì vấn đề mình cũng nói nhiều rồi, nếu mình trồng cái cây mà mình để giá thể cái rêu nằm trên mặt á thì cái ánh sáng mặt trời nó chiếu trực tiếp vô cái rêu thì nó sẽ khô cái rêu, nó không còn cái độ ẩm cho cây lan, nó khô khô cứ ngắt luôn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ trồng nó lên. Đó. Giờ mình sẽ trồng nó lên nha. Rồi mình đặt cây lan lên, mình cố định lên thôi, đâu có gì đâu. Đó. Cố định sao theo ý của mình, sao cho nó đứng cân bằng. Đó. Được cuột ngược ra phía sau cho nó đẹp, tính cuột ra phía trước này có chú, nhưng mà cuột phía trước nó được cái mối xấu quá. Rồi giờ mình sẽ chậm nó lên. Trồng cây lan không nhất thiết phải cái giá thể nhiều hay là cái chậu cho lớn đâu. Cái dòng cái gió này thì nó cũng bám vô đây một ít thôi, còn bao nhiêu thì nó cũng đưa ngoài hết. Rồi bây giờ mình sẽ trồng cây thứ hai. Sẽ trồng cây thứ hai lên nha. Cái nào rễ gió nó nằm ngoài cho nó nằm ngoài luôn các chú. Còn có chú nào mà muốn cho nó đẹp thì mình bẻ, cứ bẻ vô trong, bẻ làm sao cho nó đừng có gãy ra lỗi trong là được. Rồi mình sẽ chỉnh cái móc lại cho nó đừng có đụng với cái cây bên đây.
định. Cái rễ nó thì chúng ta cứ bỏ nó vô, nó nhét đại nó vô không sao hết. Rồi giờ mình cố định nó lại thôi. Chúng ta muốn cố định cho cái cây lan nó chắc chắn thì cái lúc nào cái mối cột á, cái mối cột nó cũng nằm bên cái cây cố định bên đây, cái cây cố định này đó, chứ không phải là nằm bên cây lan. Nếu mà nằm bên cây lan thì mình ta cột là thứ nhất là ảnh hưởng cái cây lan, thứ hai là nó sẽ không chắc. Rồi giờ mình bỏ giá thể vô đó. Bỏ rêu vô. Thì sang chậu thì mình nếu mình làm không thì nó nhanh lắm chứ nó không chậm gì đâu. Mình phải làm các bước từ từ cho các chú anh chị mình xem nó mới kỹ mới nó được. Xong cái thứ hai, giờ qua cây kế tiếp nha. Rồi cây thứ ba. Thấy cái rêu nó có chú mình quay này, có chú anh chị mình thấy nhiều thật chắc ít xịt à, tại nó bong 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 lên đó, cái rêu nó bong lên nhìn thấy nó nhiều chứ nó ít xịt à, nó chỉ là một lớp mỏng thôi. Rồi mình sẽ sửa cái móc lại luôn nha. Móc rồi mình làm cố định chắc lắm các chú.
Rồi anh xin phép quay qua cái là mình cố định nó lại. Rồi giờ mình thêm giá thể vô là xong hết chứ. Bích hết mấy cái mặt kêu nhìn ra đẹp. Rồi xong. Vậy là mình đã sang chậu xong rồi đó các chú. Rồi hôm nay Hoa Lan Thơ mình chia sẻ đến cho các chú anh chị mới tập chơi đó cái cách mình sang chậu cho cây đa châu ngọc điểm hay còn gọi là nghinh sưng. Đó các chú anh chị mình yêu mến kênh Hoa Lan Thơ, nhớ nhấn vào cái nút like cũng như đăng ký kênh và bật chuông để cập nhật những cái video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.